Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Thôn Nữ Cà Mau ha. Là theo chân của mình để đi tới đây nhổ cải ha các bạn. Lên sẽ bắt đầu nhúng lửa để chiên bánh. Lửa cháy thì Linh bắt đầu bắt chuẩn bị chiên bánh. Đây thì Linh sẽ đổ cái dầu vô. Chảo nóng thì Linh sẽ đổ dầu và đổ bánh lên chảo nha các bạn. Bỏ nhân lên bánh nha các bạn. Cái bánh đầu tiên của mình nè các bạn. Cái đầu tiên thường lúc nào nó cũng không khéo hết trơn á. Giờ mình đổ dầu lên ha, chiên cái thứ hai. Dầu sôi thì Linh tiếp tục là sẽ bỏ cái bánh lên cái chảo nha. Linh sẽ để nắp lại.
Mình sẽ bỏ nhân lên bánh nha các bạn. Đổ bát xèo này thì nó cũng bằng cái chảo chống chín này cũng rất là đơn giản. Sau khi mà chảo nóng thì Linh cũng đổ bánh vào. Sẽ bỏ nhân bánh lên nha các bạn. Cái nhân thì chỉ có làm bằng củ sắn với thịt thôi à, không có tôm, tại hôm nay không có tôm. Bánh xèo của Linh là chiên xong rồi, bây giờ thì Linh mời các bạn ăn bánh xèo chung với gia đình của Linh nha. Xin mời các bạn. Linh sẽ lấy một miếng dao. Cái này là lá cóc, lá xoài, có lá sung của mẹ nữa. Rồi, mời các bạn ăn luôn nè. Lá sung là cái này như vậy nè. Kêu thơm nè. Đây nè, lá sung, lá chuối rồi có đủ cho, muốn ăn lá nào ăn. Rau là cũng mua, nhưng mà còn mấy cái lá sung nè, lá cóc nè, lá xoài thì ở nhà trồng nha các bạn. Thì rau vườn hết luôn á. Bây giờ Linh sẽ xé một miếng bánh xèo rồi gói với rau, chấm với nước mắm. Xin mời các bạn nha, các anh chị, các cô chú cùng ăn với Linh nha. Rồi. Các bạn ăn cùng cả nhà hả Linh nè. Ngon không ngon nha. Xèo thì giòn lắm các bạn. Xèo giòn hay nè. Nhà có bột sẵn á.
chưa đói bụng thì kiên ăn. Linh xin gói thêm một cuốn nữa nha. Nên bây giờ Linh sẽ gói thêm một cuốn nữa. Lá cốc giả chua thiệt hả cha? Chua dữ luôn á, lá cốc chua quá. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn nó luôn nha. Cuốn với cái rau gừng á các bạn thì nó rất là ngon. Như đây có gì mẹ? Bánh dày. Nãy giờ là ăn hết mấy cái bánh xèo luôn rồi đó các bạn. Quá nó bị dán luôn. Được rồi, được rồi. Mở không đó. Kệ nó, cái trên mặt thôi. Hồi nãy giờ là ăn hết mấy cái bánh xèo luôn rồi đó các bạn. Nhưng mà bị lỗi kỹ thuật là do cái điện thoại nó không có lưu. Nên là bây giờ Linh quay lại. Thì Linh mời các bạn ăn lại với Linh ha. Nãy giờ thì Linh ăn hai cái rồi. Giờ xin mời các bạn thêm một miếng nữa ha. Bánh thì vỏ rất là giòn, cái nhân thì ngọt, còn lá cốc thì chua chua nên rất là ngon luôn á các bạn. Lá cốc là lá cốc ở nhà Linh trồng, còn cải này là lúc nãy Linh đi mua. Dưa leo Linh sẽ gói cái bánh. Vỏ bánh thì giòn nhưng bánh thì nó ngọt. Xin mời các bạn nha. Mời các bạn, hồi nãy giờ lỗi kỹ thuật nha các bạn. Xin mời các bạn. Ngon ta. Ngon. Lâu lâu ăn rất là ngon luôn á các bạn. Thì bây giờ là Linh cuốn thêm một cuốn này nữa thì Linh xin phép là kết thúc video tại đây ha. Mời các bạn nha. Mời các bạn miếng nữa nha. Nếu như mà các bạn thấy video này của Linh hay thì các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Linh nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye nha.